Phim chuyển thể từ game từ lâu đã bị dính lời nguyền, con ghẻ phòng vé. Vì hầu hết các tác phẩm gắn mác này đều được trào sân với chất lượng từ tệ đến sập sệ trong suốt thời gian qua. Chúng ta không thể không nhắc tới các thành phần như Assassin's Creed, Max Payne hay gần đây nhất là Uncharted, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Tuy nhiên trong số các bộ phim chuyển thể từ game với chất lượng không tương xứng, chúng ta đôi khi vẫn tìm được những viên ngọc thô như Silent Hill ra mắt năm 2006. Silent Hill có thể được coi là một phim chuyển thể từ game tương đối thành công bởi tác phẩm cân bằng tốt giữa chất liệu nguyên tác và chất liệu cải biên, đủ để làm hài lòng các fan lâu năm của tựa game nổi tiếng này. Christopher Gans, đạo diễn của phim đã thuyết phục bằng được hãng Konami đồng ý cho mình chuyển thể tựa game của hãng thành phim điện ảnh và lấy cảm hứng từ các phần game như Silent Hill 1, 2 và 3. Bằng tầm nhìn và sự đam mê của vị đạo diễn, thế giới trong tựa game Silent Hill đã được tái hiện cực kỳ chân thực thông qua bộ phim cùng với nhiều lớp lang thú vị. Ngay bây giờ hãy cùng chúng mình tìm hiểu nguồn gốc cũng như những gì đã xảy ra tại thị trấn Silent Hill mọi người nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Let's go! Silent Hill mở đầu với việc cô con gái nuôi Sharon của cặp vợ chồng Rose Da Silva và Christopher Da Silva thường xuyên bị mộng du và biến mất bí ẩn vào màn đêm. Hai vợ chồng phát hiện tình trạng của cô con gái nuôi ngày càng trầm trọng và luôn nghe thấy cô bé lặp đi lặp lại cái tên Silent Hill mỗi khi bị mộng du. Rose sau đó đã bí mật trốn Christopher để đưa Sharon đến Silent Hill, thị trấn mà cô bé gọi là nhà của mình. Sau khi tiến vào thị trấn và gặp tai nạn bất ngờ trên đường, Rose tỉnh dậy và thấy con gái mình đã mất tích. Thị trấn Silent Hill lúc này chìm trong một màn sương mù dày đặc của tro bụi. Trong khi tìm kiếm con gái mình, Rose cùng với sự trợ giúp của nữ cảnh sát tuần tra Sybil Bennett đã phải đối mặt với những sự kiện siêu thực và những sinh vật quái dị trong hành trình đi tìm tung tích của Sharon, cũng như khám phá sự liên hệ của cô bé với những bí mật đen tối của thị trấn. Silent Hill trong phim là một thị trấn nằm thuộc quận Toluca ở phía tây Virginia, giáp với Ohio. Trong phiên bản game thì Silent Hill là một thị trấn ở Maine, vẫn còn cư dân sinh sống. Thế nhưng trong phiên bản của phim, đó là một thị trấn bỏ hoang sau khi bị một đám cháy ở các mỏ than bên dưới lòng đất tàn phá vào ngày 1 tháng 11 năm 1974. Thị trấn được thành lập sớm nhất bởi các hội nhóm săn phù thủy trong quá khứ. Các hoạt động kinh doanh của thị trấn này chủ yếu tập trung tại khu vực trung tâm, còn hai phía đông và tây của thị trấn là nơi cư dân sinh sống. Ở trung tâm của khu vực kinh doanh là một nhà thờ chính, ở phía đông bắc của nhà thờ là trường tiểu học Midwich, phía tây của Midwich là bệnh viện Brookhaven, nằm cách đó vài dãy nhà. Cuối cùng ở phía tây bắc của nhà thờ là khách sạn lớn. Sau sự kiện vụ cháy năm 1974, Silent Hill trở thành một địa điểm thần bí vì tồn tại các chiều không gian đan xen lẫn nhau. Cụ thể có tới 3 chiều không gian song song là thế giới thực, thế giới sương mù và Other World. Ở thế giới thực, Silent Hill ở trong tình trạng bỏ hoang, tồi tàn và bị ô nhiễm nặng nề. Mọi sự kiện đều diễn ra theo dòng chảy của thời gian hiện tại. Trong phim, Christopher Da Silva cùng viên cảnh sát Thomas Gucci đã cùng nhau đi dọc Silent Hill ở chiều không gian thực để tìm kiếm vợ và con gái của mình đang mất tích. Ở thế giới sương mù, Silent Hill chìm trong lớp sương mù dày đặc và xám xịt của tro bụi. Làn sương dày đến nỗi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu qua lớp sương này. Thế giới sương mù được hình thành dựa trên những hình ảnh của thị trấn vào khoảng những năm 1970 với tòa nhà, xe hơi bị bỏ hoang. Người dân và giáo phái điều hành thị trấn vẫn bị mắc kẹt tại đây từ sau vụ cháy vào năm 1974 và họ thường tụ tập tại nhà thờ để tránh khỏi sự nguy hiểm từ chiều không gian Other World. Những cư dân khi muốn đi do thám bên ngoài đều phải mặc đồ bảo hộ để tránh khỏi những mối hiểm họa phía sau màn sương. Ở Other World, Silent Hill chẳng khác nào một địa ngục trần gian. Chiều không gian này thường xâm chiếm thị trấn sau vài giờ, đe dọa đến tính mạng của những cư dân trong thế giới sương mù. Để giữ tính mạng, các cư dân trong thế giới sương mù luôn mang theo các lồng chim để nhận diện tín hiệu cảnh báo mỗi khi Other World xâm chiếm. Những con chim sau khi nhận thấy hiểm họa từ Other World sẽ kêu và đập cánh bất thường, giúp những cư dân bên ngoài thị trấn mau chóng quay trở lại nhà thờ. Nhà thờ là phòng tuyến tâm linh mạnh mẽ nhất có thể chống lại sự hắc ám của Other World. Khi Other World xâm nhập, các sự kiện lạ thường liên tục xảy đến. Máu bắt đầu rỉ ra từ các bức tường, gỗ biến mất và thay thế bởi kim loại rỉ sét, xác chết và những con quái vật xuất hiện từ khắp nơi và toàn bộ thị trấn chìm trong bóng đêm đen kịt. Những ngọn lửa bùng cháy bên dưới lòng đất trông chẳng khác nào hỏa ngục. Giáo phái trong phim Silent Hill có tên gọi là The Brethren. Đây là một giáo phái cuồng tín, hình thành dựa trên các cuộc săn lùng phù thủy thuộc nhiều nền văn hóa trong quá khứ. Giáo phái này do một phụ nữ có tên là Christabella lãnh đạo với các tín đồ hầu hết là cư dân tại Silent Hill. Giáo phái này quyền lực đến nỗi họ có thể thông qua các hành động bất hợp pháp như lạm dụng tình dục trẻ nhỏ hay treo các tranh ảnh tra tấn trong khách sạn. Bọn chúng cũng là nguồn cơn cho vụ cháy vào năm 1974.
Hầu hết các thành viên của giáo phái đã thiệt mạng vào thời điểm đó, chỉ có một số ít còn lại bị mắc kẹt tại thế giới sương mù. The Brethren tôn thờ một nữ thần riêng biệt nhưng có hình tượng giống với Chúa Giêsu. Bức tranh về nữ thần này được treo ở một số địa điểm như trường tiểu học Midwich. Giáo phái tà ác này cũng được đạo diễn xây dựng dựa trên giáo phái The Order trong loạt game Silent Hill, khi cả hai đều thực hiện các cuộc hành quyết bằng việc thiêu sống đối tượng mà họ cho là đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của họ. Mọi sự kiện bất thường tại Silent Hill đều bắt nguồn từ cô bé Alessa Gillespie. Sau nhiều biến cố như bị bắt nạt, hãm hiếp, tra tấn và bị thiêu sống bởi The Brethren tại Silent Hill, Alessa may mắn sống sót và nảy sinh lòng thù hận với người dân thị trấn. Nỗi đau và lòng căm thù của cô bé chính là nguyên nhân đã tạo nên hai chiều không gian là thế giới sương mù và Otherworld. Hai chiều không gian này chính là hai tấm gương phản chiếu góc tối và sự u uất trong nội tâm của Alessa. Alessa là con gái của Dahlia Gillespie và là cháu gái của thủ lĩnh giáo phái The Brethren, Christabella. Vì Alessa là con ngoài giá thú nên khi lớn lên, cô bé thường xuyên bị bạn bè xa lánh, bị người dân thị trấn coi là hiện thân của tội lỗi. Từ khi sinh ra, cô bé đã được ban tặng khả năng phi thường như ngoại cảm, tạo ra một thực tại song song và ban tặng sự sống cho hai nhân cách của mình. Dì của cô bé, Christabella, nghĩ rằng cô bé cần phải được thanh tẩy. Do đó, Christabella cùng với giáo phái The Brethren đã giấu kín bí mật với mẹ của Alessa về việc sẽ thiêu sống cô bé. Vào ngày 1 tháng 11 năm 1974, Alessa đã được đưa tới một phòng hiến tế nằm bên trong khách sạn lớn của Silent Hill. Tuy nhiên, vì một vài sự cố, giáo phái đã vô tình gây ra sai sót, khiến nhà thờ bốc cháy và phá hủy hầu hết cơ sở vật chất tại Silent Hill. Alessa bị bỏng nặng và được đưa tới bệnh viện. Nằm trong giường bệnh, cô bé ôm lòng thù hận và bộc phát sức mạnh, khiến hoa bị héo úa, làm bỏng mặt một nữ y tá. Cơn thịnh nộ của cô bé lên tới đỉnh điểm khiến sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Alessa lúc đó đã phân mảnh linh hồn và tạo ra một phiên bản độc ác là Dark Alessa. Alessa đã quyết định giao quyền kiểm soát cho Dark Alessa, để linh hồn báo thù độc ác này tạo nên thế giới sương mù và Otherworld. Mục đích là kéo toàn bộ cư dân của Silent Hill vào đó để tra tấn tới chết. Alessa sau đó cũng tạo ra một doppelganger thứ hai, từ sự thuần khiết và tốt đẹp còn sót lại trong tâm hồn cô với tên gọi là Sharon. Alessa đã nhờ Dark Alessa dẫn Sharon đến trại trẻ mồ côi ở Toluca, nơi Sharon được Rose và Chris nhận nuôi. Hầu hết các con quái vật với hình dạng kỳ dị xuất hiện trong thế giới sương mù và Otherworld của Silent Hill đều được hình thành từ những trải nghiệm và những cơn ác mộng của cô bé Alessa trong suốt quá trình sinh sống tại thị trấn này. Chúng chính là những công cụ tư hình giúp Alessa gián tiếp tra tấn thể xác và tinh thần của người dân tại Silent Hill. Ở nửa đầu của bộ phim, người xem đã có cái nhìn thoáng qua về Grey Child, loại quái vật có hình dạng của một đứa trẻ với nước da xám nhợt nhạt, khuôn mặt méo mó và tướng đi vặn vẹo. Chúng thường tồn tại theo nhóm rất đông trong Otherworld. Trong phân cảnh Rose đi tìm Sharon dưới một con hẻm, cô đã chạm trán với loại quái vật này và bị chúng đuổi theo. Nhóm Grey Child đuổi theo Rose trong phim thực chất chính là đám học sinh đã bắt nạt Alessa ở trường. Alessa đã tạo nên Otherworld và kéo các bạn cùng lớp của mình vào đó, rồi nhờ Dark Alessa biến họ thành những con quái vật liên tục bị tra tấn bởi cơn đau từ các vết bỏng do bị thiêu sống như Alessa. Quái vật thứ hai trong Silent Hill đó chính là người không tay. Đây là loại quái vật xuất hiện trong phân cảnh Sybil và Rose lần đầu tới Silent Hill. Nó có hình dạng của một con người với hai cánh tay bị trói bên trong lớp da thịt bọc bên ngoài cơ thể. Mặc dù có tốc độ di chuyển khá chậm khi đi bằng hai chân, nhưng tảng thịt này có một thứ vũ khí cực kỳ chết chóc, đó là chất lỏng ăn mòn phun ra từ ngực của chúng. Con quái vật này đại diện cho sự bất lực của Alessa khi phải sống thực vật. Cơ thể biến dạng trở thành vỏ bọc cho tâm trí bị dày vò của cô suốt nhiều năm tháng. Việc người không tay phun ra chất lỏng ăn mòn màu đen có thể được hiểu là cơn thịnh nộ, sự ghê tởm đang ăn mòn Alessa, hoặc đó cũng có thể là sự khinh thường của cô đối với những người đã đẩy cô vào tình trạng sống dở chết dở. Quái vật thứ ba có tên là Colin. Nó chính là con quái vật đã xuất hiện trong phòng vệ sinh của Otherworld khi Rose đi ngang qua đây. Colin là tay bảo vệ, đã lợi dụng cơ hội để cưỡng bức Alessa trong phòng vệ sinh của trường học, khiến cô bé bẽ bàng. Chính Alessa đã yêu cầu Dark Alessa kéo tên ấu dâm này vào Otherworld và biến hắn trở thành một con quái vật có hình dạng của một người, có cơ thể bị bào mòn bởi căn bệnh hoa liễu, phải trườn mình trong tình trạng đôi chân bị buộc vào đầu bởi thép gai. Colin tượng trưng cho sự căm ghét của Alessa lên người đã làm vấy bẩn thân thể cô. Quái vật thứ tư của Silent Hill có tên là Creepers. Chúng là những con rán mặt người có kích thước khổng lồ. Chúng xuất hiện cùng với Colin và đuổi theo Rose và Sybil ở Otherworld. Chúng xuất hiện thành từng bầy lớn, có thể bao vây và tiêu diệt hoàn toàn một cá nhân đơn lẻ trong thời gian ngắn. Creeper trong thế giới phim tượng trưng cho linh hồn, ký ức còn sót lại của những cư dân thị trấn bị sát hại bởi Dark Alessa.
Linh hồn của họ bị Dark Alessa dịch chuyển vào thân xác của những Creepers như một sự trừng phạt do tội lỗi họ gây ra cho cô bé. Quái vật thứ 5 là Dark Nurses. Đây là một nhóm các y tá hắc ám với khuôn mặt biến dạng, dáng đi giật cục và ăn mặc có phần hở hàng. Chúng xuất hiện lần đầu trong tầng hầm của bệnh viện Brookhaven. Dark Nurses là hình ảnh phản chiếu cho sự xa cách và ghen tị của Alessa với y tá Lisa Galen cùng với các y tá khác tại bệnh viện Brookhaven. Sự xa cách được thể hiện thông qua gương mặt trống trơn của các Dark Nurses. Trong mắt Alessa, các y tá tại bệnh viện chỉ là những con người xa lạ. Sự ghen tị được thể hiện thông qua cách mà Dark Nurses ăn mặc gợi cảm vì Alessa phần nào ghen tị với cơ thể quyến rũ của họ. Alessa muốn kéo các y tá và Otherworld để cùng cô nếm trải cảm giác tuyệt vọng của chính mình. Quái vật cuối cùng trong Silent Hill đó chính là đầu kim tự tháp. Tên đồ tể to lớn này luôn xuất hiện với một chiếc mũ kim tự tháp đội đầu, một chiếc tạp dề bằng da người cùng một thanh đại đao luôn lăm lăm trên tay để sẵn sàng đồ sát bất cứ ai cản đường. Hiển nhiên đầu kim tự tháp chính là quái vật được Alessa nhằm mục đích săn tìm và tiêu diệt các tín đồ của giáo phái The Brethren. Trên đây là toàn bộ giải mã của chúng mình về thế giới trong bộ phim Silent Hill năm 2006. Các bạn đã xem bộ phim này hay chưa? Hãy để lại suy nghĩ cùng những câu hỏi mà các bạn muốn chúng mình giải đáp về Silent Hill tại phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video về phim ảnh chúng mình sẽ ra trong tương lai. Còn bây giờ thì Way to Way Out.